vị còn đến với đất nước Bỉ thì quốc gia này đã thiết lập một hệ thống theo dõi trên điện thoại di động mới nhằm hạn chế sự đông đúc của các khu nghỉ mát và các bãi biển khi mở cửa trở lại từ ngày 27 tháng 6. Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu đều bày tỏ lo ngại về viễn cảnh hàng loạt du khách đổ xô đến các bãi biển, làm tăng nguy cơ bùng phát đợt dịch COVID-19 mới, giống với trường hợp xảy ra tại khu nghỉ mát ven biển ở Anh ngày 25 tháng 6 vừa qua. Các thị trấn ven biển của Bỉ, mặc dù không tìm cách ngăn cản khách du lịch đến đây, song muốn thông báo đến mọi người rằng đường phố và bãi biển sẽ trở nên đông đúc như thế nào, đồng thời khuyến khích người dân nên hành xử một cách khôn ngoan hơn để tránh lây nhiễm virus như đến những địa điểm vắng vẻ hơn. Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, du khách có thể nhận biết nơi nào đang đông người. Hệ thống hoạt động dựa trên dữ liệu từ điện thoại di động và được hiển thị trên bản đồ với những màu sắc khác nhau. Màu xanh đậm có nghĩa là nơi đó đang vắng vẻ. Màu xanh lá cây có nghĩa là bình thường. Nếu hiển thị màu vàng nghĩa là nơi đó khá đông người. Còn màu cam nghĩa là rất đông đúc. Chúng tôi đã áp dụng hình thức này tại nhiều bãi biển khác nhau tại Bỉ. Nhiều biện pháp hữu hiệu khác cũng đang được chính quyền Bỉ áp dụng để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan. Năm nay, mùa du lịch biển của nước này vốn thường bắt đầu từ tháng 5 và sẽ kéo dài đến giữa tháng 9, đã bị đẩy lùi một tháng do dịch bệnh. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua sông biên giới. Thống kê trong 10 ngày qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 13 trường hợp. Thông tin từ đồn biên phòng Quảng Đức, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã bắt giữ 4 người trong một gia đình về hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới. Tại khu vực mốc 1342-200, bản mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 2 người lớn, 2 trẻ em đang lội qua sông từ phía Trung Quốc vào Việt Nam. Qua kiểm tra, người đàn ông khai danh tính là Nguyễn Hải Định, 55 tuổi, quê quán Thái Bình, đi cùng vợ và 2 con nhỏ. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, chính quyền thành phố Đông Hưng tăng cường kiểm tra người nhập cảnh, nên sáng 26 tháng 6, cả gia đình ông Định lội sông về Việt Nam. Hiện gia đình được đưa đi cách ly tập trung ở thành phố Móng Cái. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết thời gian gần đây đơn vị này liên tục bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong đó có cả công dân của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc COVID-19. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp cùng các cơ quan quản lý đã cùng nhau trao đổi các vướng mắc để tận dụng hiệp định vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có dịp tìm hiểu thêm thông tin hữu ích về các cam kết liên quan đến thuế quan cũng như tình hình chuẩn bị để thực thi hiệp định một cách đầy đủ và hiệu quả. Hiện EU là thị trường có kim ngạch nhập khẩu đứng thứ hai thế giới và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Dự kiến khi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới, nhóm hàng nông lâm thủy sản vào thị trường này sẽ được giảm về 0%. Thưa quý vị, sau hơn một tháng thực hiện nhiều chính sách kích cầu, ngành du lịch của Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khả quan. Và đáng chú ý, từ sau khi giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, Đà Nẵng đã đón hơn 90.000 lượt khách nội địa đến tham quan nghỉ dưỡng. Con số này mới chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ mọi năm, nhưng được kỳ vọng sẽ là cơ sở giúp ngành du lịch phục hồi hoàn toàn. Cuối tuần, gia đình anh Huy quyết định trở lại Đà Nẵng du lịch dài ngày. Anh chia sẻ, Đà Nẵng đang thực hiện nhiều chính sách kích cầu lớn, có nhiều ưu đãi, rất thuận lợi cho du khách khi du lịch vào thời điểm này. Mình đến Đà Nẵng du lịch từ Chủ nhật vừa rồi, dự kiến là khoảng đi trong cả nhà đi trong khoảng 6 ngày. Đà Nẵng là một cái thành phố rất là tuyệt vời. Mình đã đến đây, mình và gia đình đã đến đây nhiều lần rồi và vẫn cứ quyết định là quay trở lại đây ngay sau khi hết dịch. Nó có nhiều lý do, vì thứ nhất là một là vì lý do là Đà Nẵng đẹp, thứ hai là cũng là một phần là kích cầu du lịch trong nước. Du khách đến Đà Nẵng tăng trở lại thời gian qua được nhận định là nhờ hàng loạt chương trình kích cầu. Sự đồng bộ từ các khu vui chơi, lưu trú đến công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn đã tạo ra sức hút để du khách trở lại Đà Nẵng. Từ sau dịch đến nay, các khu di tích, điểm du lịch có chính sách miễn giảm vé vào cổng đã đón hơn 13.000 lượt khách nội địa. Riêng những ngày cuối tuần gần đây, đều đặn, Đà Nẵng đón một lượng khách tăng đột biến khoảng hơn 3.000 người. Cái lượng khách hàng ngày thì bây giờ thì nó chiếm cỡ khoảng là khách nội địa du lịch của mình thì nó chiếm cỡ khoảng là được 200 khách trên một ngày so với quán của bên Anh. Đó.
Còn về cái doanh thu thì nó cũng là khoảng được 60%. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, tháng 7 và tháng 8, khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, sẽ là giai đoạn vàng cho sự bùng nổ về lượng khách. Đà Nẵng đang kỳ vọng sẽ đón lượng khách trong nước bằng cùng kỳ như năm 2019. Hơn một tháng chỉ là thực hiện chương trình, thì chúng tôi đã nhận được phản hồi hết sức tích cực từ phía thị trường khách, đặc biệt là hai thị trường lớn là từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bên cạnh đó, năm nay, cái chương trình kích cầu này ghi nhận thêm một số thị trường khách mới, và cũng cái độ lớn cũng không kém là các thị trường khách ở miền Trung và Tây Nguyên, thị trường khách ở miền Đông Tây Nam Bộ, thị trường khách ở vùng Đông Tây Bắc Bộ. Theo thống kê từ Sở Du lịch Đà Nẵng, chương trình kích cầu sau dịch COVID-19 đã giúp Đà Nẵng đón hơn 90.000 lượt khách. Con số này giúp Đà Nẵng là một trong những địa phương phục hồi du lịch tốt nhất nước ta sau đại dịch COVID-19 vừa qua. Thưa quý vị, sau khoảng thời gian mở cửa trở lại, nhiều nước trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ làn sóng COVID-19 thứ hai. Tại Đức, ngày 23 tháng 6, chính quyền bang Bắc Rhine-Westphalia của Đức đã ra quyết định mở rộng lệnh phong tỏa ra toàn bộ một địa phương có dân số gần 350.000 người của bang này sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát. Quyết định tái phong tỏa được đưa ra sau khi một ổ dịch lớn bùng phát từ một nhà máy chế biến thịt trong vùng, khiến ít nhất là 1.500 công nhân làm việc trong nhà máy nhiễm virus SARS-CoV-2. Quyết định này khiến nhiều người Đức lo ngại về khả năng bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ hai tại đây. Hệ số lây nhiễm RO của virus SARS-CoV-2 tại Đức hiện đã tăng mạnh trở lại ở mức 2,88. Đây là mức cao gấp gần 3 lần so với tiêu chuẩn do chính phủ Đức đặt ra là RO phải dưới 1. Vào thời điểm nước Đức gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh phong tỏa cách đây một tháng, hệ số này ở mức từ 0,7 đến 0,9. Theo giới chức y tế Đức, nguyên nhân chính khiến hệ số này tăng mạnh trở lại là do đợt bùng phát ở các ổ dịch liên quan đến các lò giết mổ gia súc ở bang Nordrhein-Westphalia, bang đông dân nhất nước Đức và cũng là bang có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất tại Đức. Trong hơn một tuần qua, đã có khoảng 1.300 lao động làm việc tại các lò mổ ở bang này bị phát hiện nhiễm bệnh, buộc chính quyền bang phải cách ly gần 7.000 người, đồng thời tiến hành phong tỏa trở lại một số khu vực. Đợt bùng phát này là lớn nhất tại bang. Nguồn lây bệnh chính là từ nhà máy ở Wutaslot và đó là lý do chúng tôi không loại trừ phương án mở rộng các lệnh phong tỏa. Điều quan trọng bây giờ là có các kết quả xét nghiệm nhanh nhất có thể. Xét nghiệm là chìa khóa giải quyết vấn đề. Cùng ngày hôm qua, quân đội Liên bang Đức đã triển khai thêm 40 binh sĩ hỗ trợ việc kiểm tra phòng dịch. Ổ dịch mới gây lo ngại về làn sóng dịch thứ hai tại Đức. Từ vài tuần gần đây, mỗi ngày, nước này vẫn ghi nhận thêm từ 400 đến 800 ca mắc mới. Cũng tương tự như Đức, tại Mỹ, ngay sau khi các bang lần lượt dỡ bỏ phong tỏa, một số bang ghi nhận dịch COVID-19 có xu hướng lây lan nhanh hơn. Hiện các bang Arizona, California, Mississippi, Nevada và Texas đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong một ngày ở mức đáng lo ngại. Tình hình nghiêm trọng khiến một số bang phải cân nhắc việc khôi phục các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ngày 23 tháng 6, Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết số ca mắc COVID-19 ghi nhận theo ngày tại bang này đã lần đầu tiên vượt mức 5.000 trường hợp. Ông Abbott nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức nghiêm trọng và lây lan nhanh chóng trên toàn bang, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và duy trì ở trong nhà lâu nhất có thể. Báo cáo trước Quốc hội Mỹ hôm qua, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho biết, vài tuần tới là thời điểm rất quan trọng để làm giảm sự gia tăng số ca mắc COVID-19. Đồng thời, ông Fauci yêu cầu người dân không tụ tập đông người và tiếp tục đeo khẩu trang. Vài tuần nữa là thời điểm quan trọng để xử lý các đợt tăng đột biến mà chúng ta đang thấy ở Florida, Arizona, Texas và một số tiểu bang khác. Tôi hiểu được mong muốn trở lại cuộc sống bình thường của người dân Mỹ khi phải tuân thủ lệnh ở nhà sau nhiều tháng và các hoạt động kinh doanh phải tạm ngừng. Tuy nhiên, điều đó cần quá trình từng bước một và cần thận trọng để không xảy ra rủi ro. Ông Fauci cam kết sẽ tăng cường xét nghiệm và cho biết họ đã không được đề nghị giảm tốc độ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trái với lời tuyên bố của Tổng thống Trump vào cuối tuần trước rằng ông đã yêu cầu thực hiện ít xét nghiệm hơn. Ngày 24 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 10 triệu người trong tuần tới, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước không lơ là trong việc áp đặt các hạn chế ngăn chặn dịch bệnh lây lan ngay cả khi vaccine đang trong quá trình sản xuất. Thế giới đang bị bao trùm trong nỗi sợ hãi mang tên làn sóng thứ hai. Và theo các chuyên gia, làn sóng COVID-19 lần thứ hai có thể còn nguy hiểm và khó khăn hơn làn sóng dịch đầu tiên.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo khi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai xảy ra, đại dịch này sẽ hồi sinh với cường độ mạnh mẽ hơn, tiếp tục lây nhiễm rộng rãi. Hậu quả là các hệ thống y tế công cộng vốn đã bị trọng thương do làn sóng thứ nhất gây ra sẽ chính thức sụp đổ. Đồng thời, các chính phủ buộc phải ban bố tình trạng cách ly xã hội tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế thế giới. Đó cũng là mối lo ngại chung trên toàn cầu, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để khôi phục những hoạt động kinh tế xã hội vốn bị đình trệ, thậm chí gần như là đóng băng trong thời gian dài vừa qua, trong giai đoạn được cho là làn sóng dịch COVID-19 lần thứ nhất. Chúng ta vẫn chưa có vaccine hay thuốc trị COVID-19, làn sóng thứ hai là không thể tránh được, nhưng ngày càng nhiều quốc gia đang dỡ bỏ các giới hạn và có một mối đe dọa rõ ràng rằng sự lây lan của COVID-19 sẽ tái diễn. Nếu các ổ dịch không bị cô lập thì làn sóng thứ hai có thể xuất hiện và vô cùng hủy diệt. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp với khoảng 40% người mang mầm bệnh không có triệu chứng, chưa thể loại trừ còn trường hợp người mang mầm bệnh đang sống trong cộng đồng, chưa kể những ca dương tính trở lại. Đó sẽ là nguồn lây lan thầm lặng tạo ra làn sóng lây nhiễm thứ hai, khó kiểm soát khi thế giới vẫn chưa có vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 hay thuốc đặc trị. Hiện nhiều quốc gia đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với làn sóng này. Một số chuyên gia về điều trị tích cực tại châu Âu đang tuyển thêm nhân viên làm việc lâu dài hay xây dựng quân đội dự bị, gồm các chuyên gia y tế sẵn sàng đến làm việc tại bất cứ khu vực nào có người nhiễm bệnh COVID-19 đang trong tình trạng nghiêm trọng. Các nước này cũng đang xem xét phương thức để dạy kỹ năng mới cho nhân viên y tế nhằm tránh xảy ra tình trạng thiếu hụt nhân viên khi làn sóng lây nhiễm thứ hai xuất hiện.